Rồi, xin chào các anh chị, các nhà đầu tư nha. Hôm nay mình giới thiệu đến anh chị cái lô đất ở xã Tân Bình nha anh chị. Xã Tân Bình, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An. Thì vị trí cái mặt tiền đường này nè, là mình được 10m nha anh chị. Mặt tiền đường này chủ sẽ để cho mình 10m. Chạy dài lên phía trên đó là một cái mặt tiền nữa, là hai mặt tiền. Mặt tiền trên đó là được 40m nha anh chị. Đó, thì tổng diện tích cái lô đất này á, tổng diện tích lô đất này là 15.000 m². Thì chủ đang kêu bán với giá là 140 triệu một công nha anh chị. Còn anh chị nào có nhu cầu để mà mua phần nhà này, là thương lượng với chủ người ta bán luôn nha. Đó, cái mặt đường trước đất thì con đường này là con đường đá xanh. Đường đá xanh ở đây điện có, nước có đầy đủ nha anh chị. Cái đường đá xanh này là rộng, là được mặt rộng là được khoảng 3-4m. Và tiếp giáp với một con sông lớn, sông này khoảng 50m nha anh chị. Đó. Thì chủ người ta kêu bán với giá 140 triệu một công. Thì để mình nhân cái số tiền luôn. Nhân cho công, nhân cho 15 công, khoảng 2 tỷ mốt nha anh chị. 2 tỷ mốt thì mình được miếng đất là hai mặt tiền. Mà cái mặt tiền đường lớn này á, thì chủ người ta để cho mình là 10 mét thôi nha anh chị. Còn cái phần mặt tiền ở trên phía trên đó thì được khoảng 30-40m đó. Trên đó thì con đường đây mình chạy vô nè, thì cái hàng ở cái hàng cây đó nó có cái mặt tiền nữa, phía sau đó vẫn có nhà nóc thái người ta cất đó anh chị. Rồi, sau video này anh chị nào muốn sở hữu miếng đất này thì liên hệ cho mình số điện thoại 0933311176 nha. Mình sẽ dẫn anh chị đi coi đất và gặp chủ nha. Rồi, mình xin kết thúc video tại đây. Đất thuộc xã Tân Bình, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An.